Chào cả nhà mình ạ, vào liền live stream sang sale cả nhà ơi, em có về làm mới cho cả nhà mình rồi đó. Mấy bữa thì có người có hỏi em là em ơi về làm mới chưa, thì ngày hôm nay là em đã có về trước cho cả nhà một số mẫu là em mới may xong luôn á các chị. Rồi bây giờ cả nhà mình vào liền live stream để mình sang sale với em nha. Các chị mình thích đồng nào thì mình cứ việc comment phía dưới cho em, mã số kèm số điện thoại bên em tư vấn nè. Muốn em mặc lên mẫu nào cứ việc comment phía dưới cái màu sắc ha, hay là cái mã số em sẽ mặc lên cho mình luôn. Thì có đầy đủ tất cả những mẫu cho cả nhà mình, đầm trơn, đầm hoa, caro, chấm bi, đủ cả luôn á. Các chị mình thích đầm nào có việc bình luận phía dưới cho em nha. Em chào chị Nguyễn nha, em chào cả nhà mình mới vô ha. Cái chuyện đặt hàng cho em xin mã số kèm số điện thoại. Rồi bây giờ lên cái đầm đầu tiên các chị ạ. 169 ngàn thôi ha, 169 ngàn đồng thôi. Chị nào mình đặt hàng lên đơn sớm. Nền vải của em đó là sọc caro đen trắng, có phối với cả nhuần hoa màu vàng, hơi bị dễ thương luôn á các chị. Váy này ngày hôm nay sắp xe ra cả nhà mình luôn ha. 100 bông nhí đi em. Bông nhí có nhiều lắm nha chị Lê Hằng. Bông nhí em đang có cho cả nhà mình cái bông nhí màu xanh này nè ha. Với lại em mới về cho cả nhà mình cái bông nhí vàng. Cái này là em mới về nha, hơi bị ngọt luôn á chị. Cái này em mới vừa về nè chị. Cái này thì nó còn không nhí lắm đó chị nhỏ nhỏ. Đó, dễ thương chị ơi, em mới về luôn á. Em có cho cả nhà mình nền xanh bông nhí hồng nè. Em có cho chị bông nhí vàng. Rồi có thêm cho cả nhà mình bông nhí đỏ nè ha. Rồi bông nhí sơ mi. Bông nhí sơ mi nè chị. Kèm thêm bông nhí trắng. Em có cái bông nhí trắng này cũng hơi bị xinh luôn á, nhưng mà đã gần hết rồi. Bông nhí trắng em để đâu rồi ta? Đây bông nhí trắng nè chị. Đó, nhiều hoa nhí lắm luôn á. Trong livestream này nhiều hoa nhí lắm. Cả nhà thích hoa nhí nào? Cả nhà thích hoa nhí nào bình luận phía dưới cho em nha, em mặc lên thử bằng coi. Hoa nhí hơi bị nhiều luôn á chị, trên sàn cho em ha. Càng đơn giản thì càng dễ mặc nha. Các chị thích sơ mi em có bông nhí sơ mi nữa. Dạ em chào cả nhà mình mới vô nha. Chấm bài tương tác giùm em nha các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1428. 1428 ngày hôm nay shop sale cho cả nhà mình luôn ha. 169 ngàn, 169 ngàn đồng giá sao em? Dạ giá từ 319 ngàn cho tới 349 ngàn đồng chị yêu nha. Thì cái bông nhí này à, em mới vừa về, em đang bán với giá là 319 ngàn đồng ha. Còn hai cái bông nhí này là 349 ngàn đồng. Bông nhí màu hồng á, bông nhí màu hồng là 279 ngàn nha chị. Còn bông nhí cổ sơ mi, cái hàng này là hàng sale nha chị, là hàng sale còn chỉ còn có 249 ngàn thôi. Nhưng mà nó chỉ còn hai size, nó chỉ còn size M và size hàng XL thôi nha. Đó, đây, bông nhí này sơ mi sale. Rồi chị em mình thích bông nhí nào nè, bình luận phía dưới cho em nha, em lên đầm cho chị. Rồi tiếp tục, bộ em đang mặc trên người mã số 1428. 1428 giá 169 ngàn đồng thôi. Đầm này thì từ 58 cho tới 65 kg, cả nhà mình sẽ mặc đẹp. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1428, cái hoa màu vàng tươi rói luôn đúng không các chị. Đầm này cả nhà có thể mặc đi đâu ạ, đi chơi, đi tiệc được. Trời em váy này diện đi chơi Tết phải nói là tươi không cần tưới luôn ha. Em chào chị Nguyễn Vân, em chào cả nhà mình mới vô. Rồi mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1428, 169 ngàn đồng. 1428, 169 ngàn đồng nha các chị. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm nha cả nhà mình cùng xem thêm mẫu đầm khác nữa nha. Cái sợi dây này mình buộc được nha các chị, tháo ra cũng được luôn. Dạ đầm em đang mặc trên người chiếc von hàng, mặc mát lắm chị ơi. Chân váy xè nhẹ nhẹ nè, có phối thêm từng đuôi cá nó hơi bị dễ thương luôn hai chị. Rồi cột dây qua cho em, để em lên cho chị mình cái này đi. Bông nhí sơ mi, em mới về cái bông nhí vàng hơi bị đỉnh luôn á các chị, nhưng mà đợt này em về cái bông nhí vàng em sẽ hỗ trợ một cái giá nó hời hơn những cái bông nhí kia. Những bông nhí kia tới 350, 360, bông nhí vàng chỉ có 320 thôi. Em mới về tức thì luôn á các chị, và chưa like một cái bài livestream nào cả đó. Cả nhà mình thích thì mình cứ việc comment phía dưới cho em nha, em sẽ mặc lên cho cả nhà mình. Có rất là nhiều mẫu bông nhí phía trên đó các chị. Rồi bây giờ em sẽ lên cho cả nhà mình cái bông nhí này ha. Bông nhí sơ mi thì gần hết rồi các chị ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã số là 1514 ha. 1514 này các chị ơi, đẹp dã man luôn á. Đầm này thiết kế sẽ là cổ sơ mi cho cả nhà mình ha. Tay ngắn ôm eo dáng đầm phong xòe. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1514. Đầm đang mặc trên người mã số 1514 ạ. Đầm này thiết kế cổ sơ mi, tay ngắn cho cả nhà mình, nhón eo dáng đầm phong xòe. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1514. Chị là mình đặt hàng lên đơn cả nhà ơi.
Quá đẹp luôn. Giá bao nhiêu cả nhà? 249.000. 249.000 đồng mẫu này. Vải von nha các chị, von hàng nha. Và vải von bên shop em mặc rất là mát, rất là mềm luôn. Mình giặt tay giặt máy được cho em. Trời ơi, nó sang gì đâu luôn á các chị. Em có cho mình hai size nha, size M 40 cho tới 50 kg cho em. Và size 2XL từ 58 cho tới 65 kg ha. Mẫu đang mặc trên người mã số 1514. 1514 249.000 đồng cho em nha các chị. 1514 giá 249.000 đồng cho em cả nhà. Ôi mê ly luôn. Váy này gần hết hàng rồi nha các chị. Và tất cả những bộ đồng may shop em thường em bán qua rồi là em qua luôn, chứ em không có về đi về lại. Chị nào mà đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ ha. Cổ sơ mi rất là sang chảnh luôn. Đi chơi đi tiệc đi làm thoải mái thả ga. Váy may cho cả nhà mình hai lớp kèm luôn cả hai cái túi và câu hoa kéo phía sau lưng. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1514 ha. 1514. Để treo cái váy vàng của em này cho cả nhà mình nhìn rõ hơn. Em treo cái váy hoa vàng qua đây cho mình coi rõ hơn một chút xíu. Đó, rồi 1514 cho em chào chị Trần Dương. Có đồng mới về chị Trần Dương ơi. Với lại có cái này là chị Trần Dương. Đó, đầm ren maxi ha. Đầm ren maxi dễ thương không có chị. Trời ơi, ren hoa này hơi bị đỉnh luôn á cả nhà ơi. Nhìn cái ren hoa giùm em, đẹp chưa? Mê liền đúng không các chị? Đầm ren ha, ren xòe. Đầm này là đầm form dáng dự tiệc cho em. 66 kg vừa không em? 66 kg lấy 2XL vừa nha chị Nguyễn Thị Tâm. Đo eo giùm em nha, eo dưới 86 mặc vừa cho em. Mình đo eo thì mình đo ở trên bụng giùm em, trên rốn chỗ nào nhỏ nhất đo vào giúp em. Mỗi em đang mặc trên người 1514 nha các chị. Nguyên cái đầm sơ mi có 249.000 đồng thôi. Chị nào mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1514. Đầm đang mặc trên người mã số 1514 ạ. Chị khách nào mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. 1514 kèm số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Xem ngay trong bài livestream ngày hôm nay, size M40 cho tới 50 kg và size 2XL thì từ 58 cho tới tầm 65-66 kg, mặc đẹp thoải mái cho em nha. Thì bên em sẽ có chuyên viên tư vấn thêm cho mình. Rồi bây giờ em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái em đầm khác nữa ha. Ưng đầm nào đặt sớm nha em nha các chị. Lên tiếp cho mình cái mẻ hoa nhí này đi. 1524. Ủa cái 1524 này còn không ta? Cái này lá nhí cả nhà ơi. Cái này lá nhí chứ không phải hoa nhí. Cả nhà thích hoa nhí nào? Hoa nhí cổ tròn, cổ tim hay là cổ sơ mi? Cổ sơ mi có hai mã này. Cái này là 1524. 1524. Em chỉ còn ít là hãy thôi. Ít là hãy ít giá 350. Đó, rồi thôi. Bây giờ em sẽ thay tiếp cho cả nhà mình cùng xem thêm mẫu khác nữa nha. Đây, đồng họa tiết. Em chào chị Thu Vinh ạ. À, ngắm kỹ rồi mình học bên phía dưới cho em nha. Các chị em mới về cho mình một lô đầm nhí á cả nhà ơi. Cổ tròn, cổ tim, tay lỡ nè, dán xòe, dán đuôi cá. Đó, ở trên tường đó cả nhà. Form dán đầm đơn giản thì dễ mặc cả nhà ơi. Không cần phải nhiều kiểu cọ, nhiều kiểu cọ thì dễ qua thời. Trời ơi, dễ thương quá trời luôn, quá trời mẫu luôn. Rồi đây các chị ạ, à, tiếp tục. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1476 ha. 1476 hơi bị đỉnh luôn này cả nhà. Mẫu em đang mặc trên người 1476. Giá của em nó chỉ có 179.000 thôi à. Cái em váy này cổ sơ mi này các chị, 55 cho tới 64 kg. 55 cho tới 64 kg mẫu này size XL, đầm này form rộng nha các chị, cho mình trừ heo ăn gian được. Ăn gian được thêm 5 kg á, đầm này mà em có đủ size là tới 70-72 kg á các chị. Đầm này hiện tại thì em đang có cho cả nhà mình size XL thôi ha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1476. 1476 cho em cả nhà ơi. 1476 cho em ha, size XL 55 cho tới 65 kg. 55 cho tới 65 kg, chất liệu vải cát nha các chị. Dán suông váy may cho cả nhà một lớp, kèm luôn hai túi có khóa kéo phía sau lưng. Rồi, ok chị luôn, lên hoa vàng. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1476 rồi nhà ơi. Quá rẻ luôn á. Nguyên một em đầm sơ mi như vậy có trăm mấy thôi. Nguyên một em đầm sơ mi như vậy có trăm mấy rồi cả nhà ơi, có phải quá rẻ không? Xuất sắc. Mẫu em đang mặc trên người, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1476. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1476 nha. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh tay lên đơn sớm cho em. 179.000 đồng nguyên em đầm sơ mi, chất liệu vải cát Thái ra nhà. Cái màu sắc của nó cũng đẹp. Đầm hoa nhí đẹp quá mà chị mà không vừa vậy thôi chị ơi. Rồi em cảm ơn chị mình luôn ạ. Đầm này á thì em mới về cho cả nhà mình là em sẽ về size M trước.
Sai lỗi là hãy em chưa có về trong hôm nay, ngày mai là em sẽ về, em đang vận chuyển về cho cả nhà mình. Tới khi nào mà em có sai hay ít ở đây thì em sẽ đo cho chị mình coi coi là có mặt vừa hay không ha. Trước mắt thì em chỉ có hai size ML tại cửa hàng và ngày mai sẽ có về cho cả nhà mình size lớn. Dạ em chào chị Nhật Vy ạ. Mẫu em đang mặc trên người 1476 nha các chị, 1476 179 ngàn, 179 ngàn đồng. Em lên cho cả nhà cái hoa vàng nè các chị, màu hơi bị ngọt luôn. Diện đi chơi tết là phải nói là hơi bị xinh luôn á các chị. Mẫu đầm này mã số á 1535, 1535 cả nhà ơi, xinh dã man luôn á. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1535 này mấy chị, 1535 ha. Đầm này thiết kế là cổ tim nha mấy chị yêu mình, tay lỡ ôm eo dáng đầm phong xòe ha. Tươi không có trời, hơi bị dễ thương luôn á. Vải nè quan tâm cả nhà nha, vải siêu mềm mặc rất là mát và không sợ bị nhăn luôn. Trời ơi cái mẫu đầm này mặc lên nhìn rất là trẻ luôn nha các chị. Hoa nè, giờ cái mẫu hoa này cả nhà mình về nhà nhận được hàng mặc tết ấy rất là đẹp luôn. Cái đầm này mặc tết rất là đẹp luôn á mấy chị ơi. Mẫu em đang mặc trên người này các chị, mã sản phẩm một mà một năm mấy em quên rồi, cả nhà mình chậm xíu nha, vay mới cả nhà ơi, 1535, 1535 cho em đi các chị, đẹp lắm luôn. Sale đặc biệt trên like, cả nhà mình nhanh tay đặt hàng đi, tại vì ngày mai ngày mốt em nó sẽ lên giá nha, chỉ có 319.000 thôi, 319.000 đồng thôi cả nhà ơi, rất đáng để mua luôn, dáng xòe dài cho cả nhà mình. Em cao mét 65 đầm để mặc dài ngang lưng chừng tầm nửa bắp chân của em, thích mặc dài để dài, không thích mặc dài lên like cắt ngắn, tùy theo ý thích của mình, không hề sợ bị mất phông đầm luôn ha. Trời ơi, nó đẹp dã man cả nhà ơi, chốt ngay kẹo lỡ này các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1535. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1535. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ. Ui sao tắt rồi ta. 1535 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được cả nhà nha. Em sale ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha các chị. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha, em tư vấn và chào hàng luôn. 1535 kèm số điện thoại cả nhà nha. Sale ngay trên livestream không áp dụng bên ngoài nha các chị. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha, em tư vấn phối thêm cái túi sách. Phối thêm cái túi sách cả nhà ơi, thêm cái đôi giày cao gót vào. Trời ơi nó xinh đẹp dã man luôn á các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1535. Đầm em đang mặc trên người mã số 1535. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm đi dùm em cả nhà ơi, 1535 với số điện thoại cho em là được nha các chị. Cái em đầm cái màu nó quá ngọt luôn á các chị yêu ơi, xinh dã man luôn, cổ tim nha cả nhà mình, tay lỡ ôm eo dáng đầm phong xòe nè, gam màu vàng vàng nha, mua về liền mặc đi tiệc nè, đi tết lễ cho em, trời ơi đẹp dã man luôn các chị. Mẫu đang mặc trên người mã số 1535 nha, về hàng cho cả nhà mình được 4 size đầy đủ luôn cho mình dễ chọn. MXL và lại hãy tên là 40 cho tới 65-66 ký, em tối đa 85-86 độ về, mặc đẹp thoải mái nha, dễ thương nghe các chị. Đầm này chất là vải von hàng cho cả nhà mình, váy này thì mình mặc lên không sợ bị nhăn nha, vải mặc rất là mềm rất là mát, giặt tay giặt máy thoải mái cho em luôn. Em đầm này ngày hôm nay em sẽ hỗ trợ cho mình một cái giá rất là rẻ luôn, cả nhà nhanh tay đặt hàng nha, tại vì ngày mai ngày mốt thì sẽ không còn cái giá này nữa nha các chị. Rồi mẫu đang mặc cho người 1535 giảm luôn cho mình chỉ còn có 319.000 đồng thôi, là giá hiện tại em đang sale cho cả nhà mình tại cửa hàng. Váy này đang bán với giá tiền là 499.000 đồng. Chị khách nào mà đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em ha. Xin quá cả nhà, lên đơn sớm cho em luôn. 1535 kèm số điện thoại cho em, 4 size đầy đủ cho mình dễ chọn luôn. 62 kg mình mặc cho em size 2XL để chị. Trời ơi dễ thương quá à. Đầm xếp em chuyên thời trang trung niên cả nhà ơi, tầm ô 35 38 trở lên mình mặc hợp và size rồi. Cái váy này thích quá cả nhà ơi, chứ em phải hốt một váy về nhà và liền cái chị ạ. Đẹp quá đi á. Nhìn giùm em đường may mũi chị xuất sắc nha. Này vải của em nó là màu màu xanh than cho cả nhà mình ha, kèm thêm cho cả nhà hoa nhỏ nhỏ, hoa nhỏ này, hoa nhí nè, dễ thương không có chị. Trên livestream thấy đẹp một thôi, bên ngoài phải nó đẹp gấp đôi. Ai nói hoa vàng mà mặc kén da đâu các chị, riêng cái em váy này em thấy hoa vàng mà mặc lên nhìn tươi rói cả nhà ơi đó. Và hoa vàng này nó kết hợp giữa hoa vàng tươi và những cái hoa vàng nó nhỏ nhỏ nó phớt phớt qua thôi, trời ơi nhìn nó đẹp lắm các chị ạ. Rất là tôn da luôn. Mẫu đang mặc trên người mã số 1535 ha. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ. Em cao bao nhiêu vậy? Em cao 1m65 chị, em 52 kg, em đang mặc trên người là cái size M ha, nhưng mà chị cứ việc đặt hàng đi, tại
vì hiện tại là em đang có đầy đủ vốn size luôn. Với lại em đang giảm giá cho mình rất là lớn luôn á chị. Giá gốc bình thường chị Minh mua tại cửa hàng hiện tại là 499 cho chị Huỳnh Vân. Còn bây giờ em giảm giá cho mình chỉ có 319.000 đồng thôi ha. Cổ tim vừa mặc cho cả nhà mình mà không sợ bị hở cổ nè. Rồi tay ngắn vai hơi phồng, chị nào có phần vai ngang bắt tay tao chốt ngay cho em cái mẫu đầm này rất là đẹp luôn. Em chào chị Trần Dương ạ. Hôm nay sale rẻ nha, chị Ngọc Linh có đơn hàng chị Thu Hà, ok chốt 1535 luôn ạ. Còn chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha, 1535 kèm xuyến họ đẹp lắm luôn á các chị. Váy này các chị mình có thể mặc đi đâu ạ? Đi chơi, đi tiệc, đi làm thoải mái thả ga cho em luôn. Mà chỉ có giá là 319.000 đồng thôi. Mà em nói với cả nhà mình ngày mai là giá nó sẽ lên, nhưng em nghĩ là chắc là không có đợi kịp giá nó lên đâu cả nhà ơi. Hết livestream này là nó hết hàng rồi đó. Thường đầm hoa nhí bên shop em về lúc nào cũng bán cháy hàng đầu tiên hết. Và ngày hôm nay em về cho cả nhà mình, em có một loạt đầm hoa nhí em đang treo ở trên đó. Nhưng mà cả nhà thấy đó, cái em đầm này hoa nhí màu vàng cả nhà ơi, nó khác biệt lắm cả nhà. Ngay bây giờ mình chốt đơn ngay cho em 1535 kèm xuyến thoại, hơi bị dễ thương luôn. Mấy màu mà em dạy được một màu, chị đầm nào hai màu em báo luôn trên livestream ha. Một màu duy nhất 1535 kèm xuyến thoại cho em là được nha các chị. Giao hàng về tận nhà, nhận được hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Váy mặc mát không em, đầm von mà chị, đầm von nào mặc cũng mát hết trơn á, về không mát nhưng không lấy tiền chị em mình luôn ha. Hai lớp kỹ lưỡng, hai lớp kỹ lưỡng nhưng mình có khóa kéo phía sau lưng. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1535, nhớ kỹ mã số nha. Chị khách nào đặt hàng không có mã số sẽ bị bỏ qua đơn và chưa được chốt sale rồi ạ. Đặt hàng nhớ kỹ mã số cho em nha các chị. 1535 kèm số điện thoại, đầm đang mặc trên người mã số 1535, lên đơn sớm nha cả nhà nhé. Cái dáng đầm đó đẹp quá, rất là thước tha luôn. Còn mặc cái em đầm này là yên tâm đi, không sợ là bụng các chị ạ. Đầm này em mang cho mình dáng xòe đó, và với những cái em đầm dáng xòe như thế này mặc lên nó sẽ che khéo được cái phần bụng rất là tốt, chị liên đẹp bên cả với chị mình ạ. Rồi kiểm tra kỹ lại dùm em một lần nữa cả nhà nha. Chị Nguyễn Vân 1535 có đơn luôn, 319.000 đồng thôi. Nhớ kỹ chia sẻ livestream cho shop 3 lượt từ 499 em giảm giá luôn. Chỉ còn có giá tiền là 319.000 đồng thôi. Mã số 1535 và có luôn cho em cái số điện thoại. Chị khách nào không có mã số sẽ bị bỏ qua đơn và chưa được chốt sale đâu ạ. Nhìn kỹ dùm em nha các chị ơi. Này vải nè, màu xanh than ha. Hoa này các chị. Hoa vàng tươi có, hoa vàng nhạt có, hoa màu trắng có, nó chuyển màu nhìn giống như là nguyên một cái vườn hoa màu vàng vậy đó các chị ạ. Rất là đẹp luôn, 1535 ha. Rồi chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ nha các chị ơi. Rồi bây giờ em sẽ thay tiếp cho các chị mình cùng xem thêm một cái mẫu đầm khác nữa. Chờ một xíu nè. Với lại em có về cái đầm hoa này nè các chị. Hoa 3D. Hoa 3D này nó hơi bị sang đúng không chị ơi. Hoa 3D này là 1523 von hàng, cái em đang mặc là von tâm. Bên tâm thì nó sẽ có những cái lằn sọc tâm á các chị, nó chạy theo chiều dọc ở trên nền vải đó. Mấy cái vải von mới shop em thì cả nhà yên tâm, mặc lên nó rất là dễ chịu, rất mát mẻ thoải mái dễ chịu luôn. Nhưng mà von tâm á, mình sờ lên thì mình sẽ cảm nhận được cái tâm nha các chị, những cái gân của nó. Von hàng nó sẽ mướt hơn, von lụa thì nó sẽ mịn hơn nhiều. Rồi chờ em xíu nha các chị. Chị Lâm Lê cho chị cái size M có nha chị ơi. Bây giờ em sẽ lên cho mình một cái em đầm 2-3D. Mình không thích màu sang á thì em sẽ có cho mình cái gam màu tối này, cũng vẫn rất là sang luôn nè. 1523 cái này phải mặc lên người cả nhà thấy nó rất là đẹp. 1523 này cũng hàng mới luôn nha mấy chị. Với lại em có cái đầm ren maxi dài á, trời ơi mới về cả nhà ơi, dễ thương quá. 1523 nha mấy chị, sang không ạ? Sai hết nốt luôn á. Cái em váy này không nha, ta đặt hàng nó hốt nè các chị ơi. 1523 cho em. Dễ thương không mấy chị? Đẹp rụng rời liền. Cổ tròn tay ngắn nhánh eo dáng xòe. Trời ơi nó xuất sắc cả nhà ơi, nó xuất sắc. 1523 kèm số điện thoại cho em. 1523 kèm số điện thoại. Dạ em chào chị Thu Thảo. 1523 kèm số điện thoại liền cả nhà ơi. Rồi 319.000 đồng giá luôn nha. 319.000 đồng giá cho em luôn nha mấy chị ơi. Chị nào mình đặt hàng lên đơn sớm cho em nha mấy chị. Mã số với số điện thoại cho em là được luôn ha. Em sale trên livestream không có áp dụng bên ngoài nha các chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em xíu nha mấy chị ơi. Đó. Này. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1523 nha mấy chị. Đẹp chưa? Hoa 3D cho cả nhà mình trải đều trên nền vải luôn.
Váy này thì cũng may kỹ hai lớp nha các chị. Đầm này chắc là vải von hàng cho các chị của mình. Hai lớp có khóa kéo phía sau lưng. Có mẫu nào sale một ít không em? Có nha chị Lê, chị Phạm Lê Ái Liễu nha. Em có nha chị ơi. Giờ em thay ra cái mẫu đầm mà sale trăm mấy cho cả nhà mình ha. Đó. Rồi còn đây là cái series những cái em đầm mới về cho cả nhà mình. Sang không mấy chị? 1523, 1523 cho em. Series đầm Tết, hồi nãy là em lên cho mình đầm hoa màu vàng, còn cái em đầm này hoa màu đỏ đỏ. Hoa màu đỏ đỏ ha. Đời 319k. Rồi, xe đầm trăm mấy, tiếp tục lên sóng cho các tình yêu mình. Mình mặc size gì chị ơi? Mình mặc size gì nè? Hai cái này thì size ML, hai cái này thì size ML cho mình ha, để em lên cho mình luôn. Còn đầm này là size XL nha chị, size XL 179 ngàn. Size XL nha chị yêu ơi. Cái này size XL 179 ngàn. Đó. Rồi mình muốn em lên size nào mình cứ việc bình luận phía dưới nha em nha các chị. Rồi bây giờ sẽ lên tiếp tục đầm sale với em, có cái đầm ren kia kìa các chị ơi. Chị nào mà mình thích đầm ren á thì mình nên nhanh ta đặt hàng sớm, tại vì đợt hàng nào em về đầm ren á em cũng bán chạy hết nha. Đó các chị mình không nhanh ta đặt hàng hả là quay tới quay lui là nó hết hàng đó các chị yêu ạ. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục lên luôn cho cả nhà các em đầm này, đầm da beo cho cả nhà mình. Hơi bị sang xịn mịn luôn. Đầm này mã sản phẩm là 1507. Tiếp tục đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1507 ạ. Dạ em chào chị Xuân Thủy 1507 cả nhà ơi. Đầm này cổ vuông cho các chị yêu mình. Tay ngắn, vai tay tay ngắn hơi phồng nha các chị. Nhánh eo dáng đồng phao xòe váy may một lớp ha. Có hai túi có khóa kéo phía sau lưng, em có cho mình size ML 199.000 đồng. Chị chưa nhận được hàng, chị Thủy Tiên cho em xin số điện thoại nha, bên em gọi điện thoại tới hỗ trợ nha chị. Tại vì thường tối em like là sáng sớm em gửi hàng đó chị. Thường tối em like là sáng sớm em gửi hàng. Rồi chị yêu mình cho em số điện thoại nha, để bên em hỗ trợ. 1507 là mẫu em mặc nha các chị, màu trắng. 1507 là mẫu em mặc màu trắng. 1508 là mẫu em cầm màu 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 xám cho cả nhà mình ha, màu xám. Đồng giá cho cả nhà mình luôn bao nhiêu ạ? 199.000. 199.000 đồng các chị ơi, chị nào mà đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Chốt ngay trong bài live stream ngày hôm nay nha, không có áp dụng bên ngoài nha các chị. Chị nào mà đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha, em tư vấn 1507. 1508 đồng giá cả nhà nha, đồng giá 199.000, 199.000 đồng trước xốp thái, vải mềm xốp co dạng nhẹ nhàng, váy may một lớp kèm luôn hai túi có khóa kéo phía sau lưng ha. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại cho em là được nha các chị. 199.000 đồng 40 cho tới 55 56 kg. Và eo tối đa thì eo tầm 75 76 độ về, cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái nha. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em luôn. Chốt xốp thái dáng xòe che bụng tốt, váy may một lớp kèm luôn hai túi có khóa kéo phía sau lưng nha các chị. Trời ơi đẹp chưa cả nhà ơi, size ML 299. Size ML 199. Rồi, với lại em sẽ lên luôn cho cả nhà mình cái em váy này. Em váy này cả nhà ơi chấm bi. Chấm bi để em xem còn size L cho mình không nha. Còn size L 1 cái, size M 6 cái, size L 1 cái em lên luôn cho mình ha. Muốn em mặc lên màu nào bình luận phía dưới giùm em nha các chị. Đầm thì rất là nhiều màu luôn. Em mặc là em thích cái nào thì em lấy cái đang mặc thì cả nhà. Rồi cái gì mình muốn em lên mẫu đầm nào mình cứ việc comment phía dưới nha em nha. Tiếp tục lên luôn cho cả nhà các em đầm vest chấm bi. Hơi bị sang xịn mịn này các chị, đầm vest chấm bi mã sản phẩm là 1500. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1500 này các chị, em có cho cả nhà hai size ML 40 cho tới 58 kg, em tối đa tầm 78 độ về, mặc đẹp thoải mái nha cả nhà ơi. Co giãn cho mình nè. Khóa kéo phía sau lưng. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1500 cả nhà, 1500. Em có cho cả nhà size M với lại size L ha. Size M thì 40 cho tới 53 kg mặc được nha các chị. Size M 40 tới 53 kg. Size L thì từ 53 cho tới 58 kg thì mình sẽ mặc đẹp thoải mái luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1500. Rồi 1500 hôm nay shop sale các chị yêu mình 179.000 đồng. 1500 ngày hôm nay shop sale cả nhà ơi 179.000 đồng thôi. Trước lại vậy của em nó là hàng vải á. Thun mi size Hàn Quốc nha các chị, co giãn phải nó 4 chiều luôn. Váy may cho cả nhà mình được một lớp 2 túi, khóa kéo phía sau lưng.
mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1500 1500 ạ. Chị nào mình đặt hàng nên bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha, 1500 kèm số điện thoại cả nhà nha, xinh quá đi. Trời ơi có 179 ngày đồng thôi này các chị, nguyên cái em nào vest luôn ha, nguyên một hàng cúc bọc đây, nguyên một hàng cúc bọc này các chị, chạy dài từ cổ áo xuống dưới phần chân váy và làm may cổ vest như thế này cả nhà, mình có thể mặc đi chơi đi làm được, đi chơi cũng được, đi tiệc cũng được, đi làm cũng được. Giá 179 ngàn đồng cho em, giá 179 ngàn đồng nha các chị. Mẫu đang mặc cho người mã số 1500. Rồi bây giờ em sẽ lên tiếp cho cả nhà các em váy ren siêu phẩm cả nhà ơi, siêu phẩm em mới vừa về hàng cho cả nhà mình luôn. Các chị đặt hàng nhanh tay lên đơn sớm nha em nha các chị. 1537 đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1500. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1500 179 ngàn đồng ạ. 1500 179 ngàn đồng, giao hàng tận cửa chị nha. Trời ơi mua đầm từ bên shop em từ trước cho tới bây giờ là lúc nào mình cũng được coi hàng trước khi thanh toán nha, chị cứ yên tâm đặt hàng cho em. 1500 kèm số điện thoại. Trời em lên cái đầm ren này có chị em mê luôn á có chị ơi, ren dáng dài, ren hoa dáng dài hơi bị đẹp luôn á có chị. Cái em váy này 1537 em mới vừa về hàng là bây giờ là lên luôn cho cả nhà mình đây. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1537 cả nhà ha. 4 size dễ mặc, 4 size dễ mặc cho mình luôn. Em có cho mình size M, size L, XL và là 2XL. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn. 1537 kèm số điện thoại. Đầm em đang mặc trên người mã số 1537, 4 size M, L, XL và là 2XL. 40 cho tới 65-66kg, em tối đa 85-86 độ về mặt đẹp cho em luôn. Ren hoa này các chị, sang không ạ? Rất là đẹp luôn, cả nhà nhìn giùm em. Họa tiết hoa nè, lá này các chị. Trời ơi, hơi bị đẹp luôn á cả nhà ơi. 1537 cho em ha, cổ đắp chéo với cả nhà mình, nhánh eo dáng nằm vân xòe, váy mày kỳ lượng 2 lớp. Bên ngoài là lớp ren cho cả nhà mình, mà đầm ren bên shop em lúc nào cũng mềm hết. Ren sò hay nó dày, ren sò thì nó dày và nó hơi cứng hơn những cái mẫu ren khác một chút xíu. Nhưng mà cái em ren hoa này hả, trời nó mềm mại gì đâu luôn á cái chị, rất là mềm mặc siêu đẹp siêu thoải mái luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1537 ha. Chị là mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. 1537 kèm số điện thoại nha các chị. Váy này em đang có cho cả nhà mình được đầy đủ 4 size, cả nhà thấy đẹp không? Cao mét 65 thì mình mặc phủ luôn bắp chân em nha các chị. Dáng dài cho cả nhà mình, dáng dài thước tha luôn ha. Váy đẹp mềm rũ mặc rất là mát luôn. Mã sản phẩm 1537. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1537. Chị là mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. 1537 kèm số điện thoại. Hôm nay em giảm giá nha các chị. Chỉ còn có giá tiền là 349 ngàn đồng thôi. 349 ngày đồng duy nhất trong bài livestream ngày hôm nay. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1537 à. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em nha các chị. 1537 kèm số điện thoại. Đầm đang mặc trên người 1537 ha. Cổ đắp chéo ha cả nhà mình. Tay lỡ này các chị, có xếp ly ngay phần eo đi lên. Xếp ly ngay phần eo đi lên cho cả nhà làm điểm nhấn nè, nhấn eo dáng xòe dáng dài và cả nhà luôn. Em bán nhà này ngày hôm nay em chốt luôn cho mình là 369 ngàn đồng cả nhà nha. 369 ngàn đồng, 1537 369 ngàn đồng. Trời ơi cái em đồng này cả nhà ơi, chưa tới 500 ngàn nữa. 1537 vải ren là siêu đẹp luôn nha các chị. Cái em váy này vải ren là siêu đẹp luôn nha mấy chị ơi. Ren hoa cho mình nè, ren hoa lá cho cả nhà nè, mềm mại co giãn nhẹ nhàng luôn. Phần tay may một lớp, thân váy may kỹ lưỡng 2 lớp, có khóa kéo phía sau lưng. Mẫu đang mặc trên người 1537, giá 369 ngàn đồng cho em nha các chị. 369 ngàn. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. 1537 kèm số điện thoại. 1537 kèm số điện thoại, giá 369 ngàn đồng nha các chị. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Đặt hàng nhanh chắc chắn có đơn nha các chị. Còn chị khách nào mình đặt hàng chậm quá nó hết hàng uổng nha cả nhà ơi. Nhanh tay lên đơn sớm nha em tư vấn và chờ hàng luôn ạ.